Xin chào, mình có nhiều người thân bị amidan. Mỗi lần bệnh tái phát là lại rất khổ sở và mệt mỏi. Và đây là căn bệnh phổ biến. Thế nên chắc chắn một số bạn đang xem video này cũng bị viêm amidan, hoặc không thì người quen của bạn cũng có thể bị bệnh này. Vậy nên hôm nay mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về viêm amidan. Qua đó các bạn sẽ hiểu rõ về nó và đối đãi với nó một cách phù hợp. Theo đúng như câu, biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Muốn tìm hiểu về bệnh amidan thì trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem amidan nó là cái gì đã. Như các bạn thấy, khoang miệng của chúng ta gồm có hai cửa ngõ, một cái cho thức ăn đi vào, một cái cho thức ăn xuống bụng. Bảo vệ cửa ngõ cho thức ăn đi vào thì chúng ta có cái môi, còn bảo vệ cái cổng mà qua đó thức ăn xuống bụng thì chúng ta có một hệ thống hàng rào bảo vệ, đó là 6 khối amidan. Các bạn nhìn vào hình là rõ ngay. Và nếu các bạn nghĩ rằng amidan giống như mấy anh lính gác cổng thì đó là suy nghĩ hoàn toàn chính xác. Amidan là cơ quan vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn và phòng chống sự tấn công của các loại vi khuẩn, virus vào cơ thể. Cụ thể hơn thì amidan là tổ chức lympho lớn nhất của cơ thể. Mà các bạn đã biết, cứ nhắc đến tế bào lympho là nhắc đến hệ miễn dịch, mà amidan lại là tổ chức lympho lớn nhất. Thế nên chắc chắn nó vô cùng quan trọng trong công tác tiêu diệt virus vi khuẩn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ thể. Vì là cửa ngõ của hệ tiêu hóa, amidan luôn phải đối mặt với sự tấn công của vô cùng nhiều các loại vi khuẩn, virus. Và cũng tại đây, amidan sẽ đưa ra những đội quân để tiêu diệt chúng, không để chúng đi vào sâu bên trong. Không những thế, khi chúng ta thở, vi khuẩn đi theo không khí qua mũi vào trong phổi, thì một phần không khí sẽ tiếp xúc với amidan. Và đương nhiên lượng không khí này cũng chứa cả vi khuẩn. Nhờ được làm quen với vi khuẩn trong không khí trước khi nó vào phổi, amidan sẽ kịp thời phân tích và đưa ra kháng thể phù hợp. Nhờ đó mà cơ thể luôn có sự chuẩn bị hoàn chỉnh cho sự xâm lấn của các loại vi khuẩn virus từ môi trường vào phổi, cơ thể không bị hoang mang bỡ ngỡ. Như vậy các bạn thấy, amidan không chỉ tiêu diệt vi khuẩn virus đến từ khoang miệng, mà nó còn là nơi thử nghiệm để cho ra những loại kháng thể giúp cả cơ thể kịp thời thích ứng với các tác nhân gây hại từ môi trường không khí. Nói chung, nhiệm vụ đó vô cùng nặng nề, thế nên nếu không bị bệnh quá nặng thì bác sĩ sẽ không bao giờ khuyên cắt amidan. Thế còn bệnh viêm amidan là gì? Thì đó là, lại nói về hai mặt trong cuộc sống. Bề mặt của amidan có nhiều khe rỗng và vách ngăn, giống như bộ não vậy. Tác dụng của nó là có tiết diện rộng để đón bắt được nhiều vi khuẩn. Nhưng việc cấu tạo như vậy cũng mang đến cái hại rất lớn, đó chính là nơi trú ngụ cho chính cái bọn vi khuẩn. Có lẽ nghe đến đây bạn sẽ thắc mắc, có phải cái khe ở trên amidan là để bắt vi khuẩn, vậy thì vi khuẩn chui vào đó là đúng ý của cơ thể rồi còn gì? Nhưng không, nếu lượng vi khuẩn ít thì đúng là hữu ích thật. Nhưng đời đâu có như mơ, sẽ có những lúc lượng vi khuẩn lớn đến nỗi amidan không thể nào tiêu diệt hết được. Và khi đó, những cái khe trên amidan kia lại chính là nơi trú ngụ sinh đẻ con cái của bọn vi khuẩn. Chính cái lúc mà bọn vi khuẩn chiếm và làm chủ một khu vực trên amidan thì đó là lúc amidan bị viêm. Khi viêm, nó sẽ sưng và phồng lên, có thể hình thành các túi mủ trên bề mặt, chính là mồ chôn của vi khuẩn. Cơ thể sẽ tăng nhiệt và sốt với mục đích là dùng sức nóng để giết chết con vi khuẩn. Khi đó, người bệnh sẽ cảm thấy đau và rát, cảm thấy mệt mỏi và vướng ở họng do amidan phình lên chiếm không gian xung quanh, gây khó khăn cho việc ăn uống. Viêm amidan thì cũng có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Có người bị nhẹ thì chỉ cần để vài hôm là nó tự khỏi. Nhưng cũng có người bị nặng hơn, khó khăn hơn trong việc sinh hoạt. Đối với trường hợp nặng thì các bác sĩ chuẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Nếu thấy khỏi được thì sẽ cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng sinh. Như các bạn đã biết, thuốc kháng sinh thì có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn. Còn nếu uống thuốc mà vẫn không được thì chỉ còn cách là phẫu thuật cắt bỏ phần amidan đã bị viêm đó. Nhưng biện pháp này sẽ rất hạn chế áp dụng, bởi như các bạn đã biết, amidan có vai trò rất quan trọng với chúng ta. Và vẫn như mọi khi, cách hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất đó chính là đừng để mình bị viêm amidan, nghĩa là chúng ta phải phòng bệnh. Mà phòng bệnh thì phải chú ý những vấn đề sau. Thứ nhất là hạn chế lượng vi khuẩn chui vào cơ thể thông qua việc vệ sinh răng miệng, ăn thức ăn sạch sẽ, đeo khẩu trang để tránh hít phải bụi bẩn vi khuẩn từ không khí. Thứ hai là tập gym cho hệ miễn dịch bằng cách sinh hoạt điều độ, tập luyện thể thao, ăn uống hợp lý. Và cuối cùng, nếu có nghi ngờ mình bị viêm amidan thì hãy đến gặp bác sĩ ngay, chuẩn đoán sớm để điều trị sớm, bao giờ cũng đơn giản và hiệu quả hơn. Hy vọng qua video này, bạn đã hiểu về những anh lính amidan gác cổng và cũng hiểu về việc các anh ấy bị bọn vi khuẩn tấn công, khiến cho bị ốm gọi là viêm.
Và các bạn cũng được biết một số biện pháp để giúp những anh lính A luôn khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.